Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình quay lại cho cả nhà cái clip là con lạp xưởng sô-cô-la cái và con lạp xưởng lon sô-cô-la mà hôm trước mình phối vào tháng 3 trước đó. Thì hôm nay mình quay thêm cho cả nhà xem những cái thời gian, những cái khoảnh khắc mà chúng giao lưu với nhau. Và đặc biệt là mình quay thêm cho cả nhà xem chúng vừa hạ sinh một cái bầy rất là kỹ lưỡng. Hồi xưa giờ chưa có, đó là 12 con cả nhà. Đẻ rất là khủng, 12 con. Trong khi con cái con mẹ đó là có 7 vú. Nên một cái việc chăm sóc cũng rất là cực, nhưng mà đẻ rất là nhiều. Là một cái kết quả hiệu quả của trại, mình cũng quay cho cả nhà cùng xem nha. Thì mời cả nhà xem lại những khoảnh khắc của cặp cún này. Xin mời cả nhà. Chạy đi con. Năm cân vậy. Năm cân, nằm xong. Chạy dẫn đi. Yeah. Đừng có qua đây con. Qua bên đây đi. Nhìn cái gì? Đồ về hả? Trời ơi! Mặt unu à. Sô-cô-la. Con này sô-cô-la rất là sậm luôn. Sậm mặt unu. Con này size lớn à. Con này còn 15kg luôn. Vui chán luôn. Cái đồi ra nay nước ngập quá không cho ra được. Nay ở Bến Tre là nước ngập lên không còn chỗ nào luôn á. Rồi cái con mà nuôi nó đủ sức về là khi vô giống là nó khả năng đậu rất là cao. À, thường mình cho nó giỡn với nhau làm quen vậy. Con này chắc nay được á, bữa chủ nhật làm chưa được nên nay làm lại. Chạy tới chạy luôn nè, ra ngoài hả mày? Không ra ngoài được á, cao ghê hả? Đừng mấy bên đây thì cho mẹ bên đây nè. Cái này quen với hết chuồng hay sao? Mày quen với bạn hết chuồng luôn hả? Quay không được chứ hai con này. Chạy cà nét ra không? Ok. Dễ thương thôi. Dạ, cái lũ ra chịu quá mày. À. Ah!
cặp này mà để con ra cả nhà sưu tầm thì đẹp hết hết chỗ chê rồi. Nhưng mà cái con này thì nó hơi bự nha, bự lắm luôn. Con lập trưởng này chủ nuôi khéo quá nè, nó bự quá trời bự, bự hơn 15 kg mà. Thường thì lập xưởng nó khoảng trên dưới 10 kg, cũng có con bự hơn nhưng mà con này cũng khá bự. Cũng lâu ghê hả? Nè, mỗi lần mình chăm sóc hay là mình nhân giống là mình thấy những cái cảnh về cũng thú vị cơ nha, thấy nó giỡn nhau rất là vui. Nó cũng giống như chó con mà lúc mà mình cho ăn nó giỡn với mình, nằm luôn rồi, mệt nằm luôn rồi. Nè cái lưỡi rồi. Sủa quá trời sủa. Rồi nãy giờ chắc cũng lâu rồi, hai con này chắc không xong, chắc phải tác động vào cho nó đỡ cho nó mới được quá. Nằm hoài luôn nè, nhìn thấy cây, nhìn thấy cây. Xong lần đầu á cả nhà. Đây làm quay lại để làm kỷ niệm để nhớ ngày thôi chứ cũng không có ý gì. Cũng như giới thiệu cái con giống cho mọi người cùng xem thôi. Thì coi như xong ngày hôm nay. Thì chắc ngày mai ngày mốt mới bắt đầu hối nước 2, nước 3. Thì cảm ơn cả nhà đã xem clip. Cả nhà có cần phối giống hay là có cũng con lập chuẩn thì cứ liên hệ đến kênh của mình ở số điện thoại trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo. Bye bye. See you again.
Buôn mua bánh con. Yeah.